phẩm Người Bình Xuyên. Tác giả Nguyên Hùng. Nhà xuất bản Công an Nhân dân, ấn hành năm 2018. Chương 29. Bãi Diễn phái hai Huỳnh dò xét hai Dĩnh. Nguyễn Bình nắm vững nội tình Bình Xuyên. Trước ngày đi quân khu 7 ở Dòng Vinh, Hà Dĩnh giao chỉ đội 7 cho ông Tám Mạnh và các đồng chí. Trong dịp này, anh em nhận định về thái độ gần đây của Bãi Diễn. Tình báo cho biết là dùng Tiều, Lý Nhơn có nhiều thay đổi từ khi bộ đội Bãi Diễn đến đóng. Hàng quán mọc lên như nấm. Chiều chiều, cán bộ các cơ quan ra đó ăn hủ tiếu, uống la de. Đây là một hiện tượng hiếm trong khung cảnh kháng chiến. Lại còn có vài cô áo xanh áo đỏ, tóc uốn quăng kiểu thành thị xuất hiện. Tin này đã khiến cho các tai ghiền cảnh thành phố phải bắt thèm. Mặt khác, tình báo cũng thấy lui tới tổng hành dinh của Bãi Diễn có các tai lạ mặt như Lâm Ngọc Đường, Maurice Thiên với đám commando mang toàn súng rulo mới toanh. Chính mắt Hà Dĩnh trông thấy Phạm Công Tắc tới tắc cây mắm gặp Bãi Diễn. Theo tình báo thì thầy Tư Hòa Hảo, tức Huỳnh Phú Sổ, cùng đi với Năm Lửa, cũng có tới gặp Bãi Diễn bàn tính chuyện quốc sự. Với những tin thu thập được, Hà Dĩnh nghiệm thấy Bãi Diễn muốn nắm liên khu Bình Xuyên để tạo uy thế với các đảng phái khác như Cao Đài, Hòa Hảo. Cánh tay mặt của Bãi Diễn là Mười Trí, người đã được hắn ủy nhiệm đại diện Bình Xuyên dự hội nghị giáo phái tại Tòa Thánh Thiên Ninh. Hà Dĩnh bàn với ông Tám Mạnh. Địa chuyến này còn phải gặp cho được khu trưởng Nguyễn Bình, trình bày nội tình Bình Xuyên cho quân khu biết để mà đối phó. Còn thấy giáo phái và bọn cơ hội đã xen vô chi đội chính của Bãi Diễn. Ông Tám gật gù. Bà cũng thắc mắc về chuyện Diệt Minh, diệt giáo phái mà Mười Trí báo cáo trước hội nghị. Thằng Chính An, chị đội phó chị đội 4 của Mười Trí, bị Diệt Minh bắt là vì hành động quân phiệt chứ đâu phải là vì lý do chính trị. Bà thấy Bãi Diễn không muốn cho con đi lên quân khu. Hắn đưa hai đại đội du lực, tiếng là theo hộ tống con, nhưng dụng ý là gây chia rẽ con với khu trưởng Nguyễn Bình. Bởi vậy con đi thì phải cẩn thận. Hà Dĩnh gật đầu. Ngay từ đầu con đã thấy ý đồ đó. Con đã từ chối nhưng mà không được. Vào giờ chót, Bãi Diễn đưa Ký Huỳnh đi theo con. Ký Huỳnh là tài tâm phúc của nó. Đi theo con thì chắc chắn sẽ dòm ngó để mà về báo cáo lại mọi việc. Ông Tám Mạnh thở dài. Chuyến đi của con á, nguy hiểm từ nhiều phía, con thì phải cẩn thận. Tuy đã phòng trước các khó khăn, Hà Dĩnh vẫn còn gặp nhiều nguy hiểm bất ngờ trên đường đi. Đây là thủ đoạn thâm độc của hai anh em Tài, Sang. Chẳng hạn như đi được vài ngày, Hà Dĩnh bắt được một bản tin đánh máy, in bằng giấy sáp của chi đội chính. Loan tin là bộ đội Bình Xuyên cử Hùm Xám Mai Văn Dĩnh lên quân khu 7 để mà chất vấn bộ tư lệnh. Đến căn cứ chi đội 4 ở Bình Hòa, Hà Dĩnh được Mười Trí mời lại ăn uống, rồi khuyên bỏ ý định gặp Nguyễn Bình, e khi họa hổ bất thành, khi không mình lại đưa mình vào hang. Hà Dĩnh nghĩ rằng Mười Trí hành động theo ý đồ của Bãi Diễn, đem việc chết chóc ra để mà hù dọa anh. Ngoài các trở ngại trong nội bộ, Hà Dĩnh gặp các chướng ngại như tới Kinh Sáng thì gặp đoàn Tàu lên chặn đường. Quân đội Pháp nhảy dù tấn công ngoài rìa Đồng Tháp 10. Anh họp ban chỉ huy lại, phổ biến rõ chủ trương không nổ súng, trừ trường hợp thật là bất đắc dĩ. Một tuần ròng rã, Hà Dĩnh mới tới Dòng Vinh. nhưng anh gặp phải một sự từ chối hết sức phũ phàng. Võ Bá Nhạc, chánh văn phòng Bộ Tư lệnh Quân khu, báo tin là khu trưởng Nguyễn Bình bị đau mắt, bác sĩ không cho phép làm việc trong thời gian điều trị. Ký Huỳnh cười lạc bảo với Hà Dĩnh: đây là cái cớ để người ta không tiếp mình về đi thôi. Hà Dĩnh nghĩ thầm, mình đã dược bao gian nguy tới đây, không lẽ lại trở về tay không? Khu trưởng Nguyễn Bình không tiếp ta, có lẽ là do bản tin gieo chia rẽ của bọn tài sang. Mình phải ở nán lại để tìm cách gặp cho được khu trưởng Nguyễn Bình, mà phải gặp riêng, không cho Ký Huỳnh giữ. Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp đón bộ đội Bình Xuyên rất chu đáo, nhưng Võ Bá Nhạc vẫn không cho Hà Dĩnh gặp khu trưởng. Ký Huỳnh một hai đòi về. Qua mấy đêm không ngủ, Hà Dĩnh đang nghĩ một mưu trước nhỏ. Sáng sớm hôm sau, Hà Dĩnh ra ao cá dồ, cẩn thận bỏ trong túi một tờ giấy trắng và một bao thư. Trong khi làm công việc coi cá, anh bí mật viết dội bức thư cho khu trưởng Nguyễn Bình, đề nghị được khu trưởng cho gặp mặt một mình để mà báo cáo tình hình nội bộ Bình Xuyên. Còn Ký Huỳnh là người của bãi diễn, nếu thấy cần thì khu trưởng gặp sao. Anh cho lá thư vào phong bì, cất kỹ trong túi bên phải. Một lúc sau, anh gặp Ký Huỳnh, đề nghị hai người nên viết thư cho Nguyễn Bình xin được tiếp, nếu không thì cả hai bỏ về. Ký Huỳnh đồng ý. Hà Dĩnh viết thư ngay và cho Ký Huỳnh xem. Ký Huỳnh gật gù bảo được. Hà Dĩnh bỏ vào túi áo trái. Rồi cả hai tới gặp Võ Bá Nhạc, nhờ chuyển lá thư lên khu trưởng. Hà Dĩnh trao bức thư cất trong túi áo mặc. Vì phong bì giống nhau nên Ký Huỳnh không nhận ra việc đã tráo thư này. Một lúc sau, Võ Bá Nhạc ra bảo: khu trưởng hãy còn đau mắt, chỉ có thể tiếp từ người một. Buổi sáng tiếp đồng chí Hà Dĩnh, còn đồng chí Ký Huỳnh thì hẹn gặp vào buổi chiều. Hà Dĩnh thở một hơi nhẹ nhõm. Anh đã chặt được cái đuôi của Ký Huỳnh. Anh theo một trung úy đến nơi gặp Nguyễn Bình. Sau khi nghe Hà Dĩnh báo cáo tình hình nội bộ Bình Xuyên, Nguyễn Bình phấn khởi nói: Bộ Tư lệnh cũng nhận được một số báo cáo giống như những việc mà anh vừa báo. Nhưng nay nhờ anh nói cho rõ đầu đuôi mạch lạc mà tôi đã nắm được tình hình rõ hơn. Nguyễn Bình cho biết rằng những biến động của Bình Xuyên vẫn được Công an Nam Bộ và Sài Gòn gia định theo dõi sát, không chỉ ở vùng ta mà cả tại cơ quan đầu não của địch tại Sài Gòn. Theo tài liệu công an thì vấn đề Bình Xuyên không bỏ hẹp trong những chuyện về phẩm chất, tính khí của người này, người khác, hay chuyện tranh giành quyền lực giữa nhóm này, nhóm khác. Xứ ủy và quân khu nhất trí với nhận định của các đồng chí lãnh đạo công an, đánh giá vấn đề Bình Xuyên có ý nghĩa to lớn hơn nhiều. Đối với Pháp thì phải tập trung quân diễn chinh cho chiến trường chính ở miền Bắc, nên không còn cách nào khác là phải dựa vào các giáo phái chống cộng để mà bình định Nam Bộ. Phạm Công Tắc được thả về vùng Cao Đài, Tây Ninh. Huỳnh Phú Sổ thì đang đòi quyền tự trị ở mấy tỉnh theo đạo Hòa Hảo. Tên Tây Lai Lê Yên thì gây dựng các binh đoàn bảo vệ đạo Cơ Đốc ở vùng Bến Tre. Tất cả những hiện tượng ấy đều là những mắt xích trong chuỗi âm mưu dài của Pháp ở Nam Bộ. Thế mà cái mắt xích quan trọng nhất có quan hệ đến sự sống còn của Sài Gòn thì chúng chưa nắm được. Đó là dùng rừng sát bao la, bí hiểm đang kiểm soát con sông Lòng Tàu, mở cửa cho Sài Gòn thông với Biển Đông và thế giới. Dùng rừng sát khống chế mạng lưới đường sông, đường bộ nối liền từ Sài Gòn tới dựa lương thực thực phẩm của các tỉnh miền Tây. Nhưng rừng sát là một căn cứ kháng chiến hùng mạnh trực thuộc liên khu Bình Xuyên, mà Bình Xuyên lại là một lực lượng chống Pháp quyết liệt, có tổ chức, có lý tưởng, có bộ đội vũ trang và nhiều vị chỉ huy yêu nước, giác ngộ cách mạng, chứ không phải là một tôn giáo để cho Pháp chỉ cần mua là được người cầm đầu, là nắm xong hạ tầng cơ sở. Mặt khác, Bình Xuyên cũng là một hiện tượng đặc biệt mà Pháp hiểu rõ từ lâu. Nó bao gồm nhiều con người chọc trời khuấy nước, rất khác nhau về cá tính, nhưng vẫn ràng buộc với nhau bằng mối quan hệ vô hình của một tập quán và một tâm lý lâu năm, hình thành như một thứ luật giang hồ. Tâm lý và tập quán ấy đã tạo ra được những nhược điểm khiến cho họ đi theo cách mạng một cách khá vất vả ở số đông. Còn ở một số ít thì nó biến thành những vết thương độc, khó mà tiếp nhận được các liều thuốc đắng của cách mạng. Pháp hiểu rất rõ rằng muốn nắm được Bình Xuyên phải đi từ những con người như vậy. Trong số ấy, Bà Diễn là hình tượng nhiều gai góc nhất. Vì vậy mà vấn đề Bà Diễn không còn là vấn đề cá nhân của ông ta. Giải quyết vấn đề Bà Diễn lúc này đã trở thành chuyện đối phó với âm mưu của giặc Pháp đối với Bình Xuyên nói riêng, hay là vấn đề chiến thuật chiến lược giữa ta với Pháp chung quanh mặt trận Sài Gòn và các tỉnh miền Đông Nam Bộ nói chung. Nghe Nguyễn Bình phân tích, Hà Dĩnh tỉnh người. Lúc ra đi cũng chỉ mong được báo cáo một số hành động khả nghi của Bà Diễn để trên cho ý kiến xử lý. Không dè câu chuyện nó lại khó khăn đến thế. Thật là may cho mình chưa kịp tỏ thái độ gì rõ rệt đối với Bà Diễn. Cuộc đấu tranh với hắn ta hẳn còn dài. Nghĩ vậy, Hà Dĩnh thấy yên tâm hơn và anh vui vẻ tuân phục khi chia tay. Nguyễn Bình nhắc riêng với anh về tới liên khu Bình Xuyên, hãy tiếp tục làm tai mắt cho bộ tư lệnh, báo cáo kịp thời để tránh được những chuyện không hay. Trưa hôm đó, Nguyễn Bình bảo với cô Thanh làm gì đãi anh em Bình Xuyên. Ký Huỳnh rất hãnh diện được cùng ly với tư lệnh quân khu. Chuyến đi của Hà Dĩnh mang lại một kết quả bất ngờ cho Bà Diễn. Trung ương điện vào quyết định phong Bà Diễn chức khu bộ phó khu 7. Bà Diễn tập hợp đám thân tín lại báo tin vui, đồng thời tổ chức làm gà, làm vịt để mà ăn mừng. Đêm ấy, ăn nhậu say mềm, thức tới khuya để mà nghe đàn ca sướng hát. Quá nửa đêm, Bà Diễn mới xuống ghe với cô vợ bé, đó là đầu chánh của gánh hát bội Bầu Xá. Gạo Cần Đước, nước Đồng Nai, dùng đóng quân của Bình Xuyên phì nhiêu nổi tiếng từ xưa, nhưng trong những năm kháng chiến, các đơn vị đóng quân ở rừng sát bị giặc phong tỏa, các đường tiếp tế, thiếu gạo, thiếu nước ngọt. Thiếu nước ngọt có khi kéo dài đến đôi 3 ngày. Lúc Hà Dĩnh đi Đồng Tháp 10 để gặp khu trưởng Nguyễn Bình, binh công xưởng chi đội 7 đóng ở núi Bà Trao bị tàu Lòng Cu bao vây nên thiếu gạo. Liên lạc tốc qua Rạch Chanh báo tin khẩn cấp cho ông Tám Mạnh. Cứu đói như cứu hỏa, ông Tám sai cô Tư mang tiền qua xóm ông Kèo, xã Phước Lý mua gạo chở về Bà Trao tiếp tế cho thằng Thức với đám thợ bao son của nó. Ông Tám rất mến đồng chí Thức, anh này là thợ giỏi của Ba Son. Anh kéo theo một số lượng công nhân đầu quân bộ đội Chánh Hưng như Nam Dương, Tám Xích ngay từ đầu. Anh Thức là người Bắc vô Nam từ lâu, tính tình vui vẻ, cởi mở. Tuổi của anh Thức cùng một lứa với cô Tư nên ông Tám xem như con cháu. Tài nghề của Thức rất giỏi nên ngay từ đầu anh đã giữ chức giám đốc binh công xưởng, Nam Dương làm phó giám đốc. Cô Tư nhét bạc đầy 2 cái túi áo rồi đi mua gạo. Đoàn ghe chở gạo gồm 3 xuồng và một ghe nhỏ có sức chở 20 dạ. Cô Tư đi ghe ở phía sau, 3 xuồng nhẹ nhàng lướt nhanh đi trước. Bất ngờ dọc đường, đoàn ghe bị phục kích. Súng nổ vang, đạn bay dèo trên đầu. Tất cả bỏ xuồng nhảy xuống sông. Cô Tư ở sau, nhưng lội theo kịp mấy anh ở trước, cùng nhảy lũi rừng về tới Bào Bông. Chừng ngớt tiếng súng mới thấy đói, nhờ dân để lại vài lon gạo nấu cơm ăn. Nhưng dân cũng đang khăn gạo, ăn cháo thay cơm. Dù vậy, khi biết cô Tư và các bạn là quân nhu chi đội 7, bà chủ nhà đã vác hũ gạo nấu cơm để mấy cháu có sức đi công tác. Tiền ước căng 2 túi, cô Tư móc ra phơi, và trước khi tiếp tục lên đường, cô xin trả tiền gạo. Bà già nhất định không lấy. Cô Tư nhét tiền vào túi mấy đứa nhỏ, bà già cũng chạy theo. Một bữa cơm mà nhiều nhỏ gì. Có gạo rồi, anh thức lên tinh thần, nửa đùa nửa thật. Chị hai có tài đổ bánh bò, nghe đồn mà chưa có dịp thưởng thức. Cô Tư biết anh em trong rừng thèm nên tổ chức xay bột, nạo dừa, làm bánh bò thật ngọt, thật béo. Mọi người được một cái bánh to bằng chén ăn cơm, nhưng xem ra ai cũng còn thèm thuồng. Mỗi lần được ông Tám giao cho công tác như vậy thì cô Tư rất vui. Cô muốn bước ra ngoài phạm vi nhỏ hẹp của gia đình. Nhờ những công việc nho nhỏ vừa sức với mình, cô gắn bó với gia đình, với tập thể, đúng theo lý tưởng của ông Tám là tứ hải giai huynh đệ. Chương 30. Bà Diễn nhậm chức khu bộ phó, sống một thời vua chúa rừng xanh. Để đánh dấu ngày nhậm chức, khu bộ phó Bà Diễn đã ra lệnh cho các đơn vị trong liên khu Bình Xuyên tổ chức liên hoan tưng bừng, náo nhiệt. Các tổ đi săn càng rừng, lướt bụi, tìm cho được nai, treo, heo rừng để phục vụ cho quan khách từ các nơi tới, kể cả khách ở trên thành. Tiệc liên hoan phải có cả dàn nhạc, đủ cả tân lẫn cổ. Còn meeting ngoài trời thì mời tất cả các cơ quan đóng trong vùng và mở rộng cho dân chúng. Một bài diễn văn được soạn thảo cho ngài bộ phó đọc trước bao quân. Cũng trong dịp này, ngài bộ phó mặc bộ quần áo mới, rước thợ mai từ trên thành phố xuống đo cắt và mai cắt tóc. Tiếng ngài đặt trước chức tước khu bộ phó là sáng tác của Năm Tài. Ban đầu Bà Diễn vẫn còn lạ tai, nhưng về sau thì quen đi. Suốt 1 tuần, cả văn phòng khu bộ phó rộn rịp chạy đua với thời gian. Họa sĩ ở các đơn vị được tập trung lại, kẻ là hội trường, người chạy sân khấu. Liên lạc thành 3 chân 4 cẳng chạy đi tìm thợ mai, nhạc sĩ. Nhân viên văn phòng thì là bà diễn văn. Chánh văn phòng Năm Tài bảo với lại Tám Tâm: lâu nay nghe ngài khu bộ phó khen anh Tám có tài thảo diễn văn, đây là dịp để anh Tám múa bút đó. Tám Tâm thoái thác: lúc đó là chưa có thầy Năm, bây giờ có thầy Năm tôi đâu có dám vẽ bùa trước cửa lỗ ban. Năm Tài cười thích thú: viết tiếng Pháp thì tôi ngoái một chút là xong, nhưng tiếng Việt thì tôi chịu. Lại nữa không quen nói láo. Tám Tâm ngạc nhiên: thầy Năm nói gì mà lạ vậy? Soạn diễn văn là nói láo sao? Năm Tài gật lịa: chớ sao, kẻ nói chính trị là kẻ nói dối. Anh Tám làm giùm tôi đi, tôi còn lo viết thư mời quan khách ở trên thành xuống. Tám Tâm không thể từ chối vì Năm Tài là thân tín của bà diễn. Hắn nói sao, bà diễn nghe vậy. Năm Tài cũng là sếp của anh, ra lệnh thì phải tuân theo. Vả lại Tám Tâm cũng muốn nhân dịp này khéo léo nhắn nhủ cùng với binh sĩ Bình Xuyên cần cảnh giác đối với những người chỉ huy của mình. Từ lâu, Tám Tâm thấy rõ Bà Diễn giao lưu với nhiều thành phần nguy hiểm qua trung gian của hai em Tài và Sang. Có lần hộ pháp Phạm Công Tắc cùng với Mười Trí xuống tắt cây mắm gặp Bà Diễn bàn về cơ mật. Ngày ấy, Năm Tài không cho Tám Tâm vào văn phòng, dù anh là phó văn phòng. Thầy Tư Hòa Hảo, tức Huỳnh Phú Sổ, cũng tới tắt cây mắm cùng với đệ tử ruột là Năm Lửa, to nhỏ với Bà Diễn. Có chuyện nực cười là lúc ăn nhậu, Bà Diễn và Huỳnh Phú Sổ ngồi ở mâm trên, dọn trên đi văn gõ. Còn Năm Lửa thì ngồi ở mâm dưới, dọn trên cái chiếu trải dưới sàn chà là. Tám Tâm trông thấy Năm Lửa nhấp nha nhấp nhởm, ăn không yên, chốc chốc lại ngóc đầu lên mâm trên, chờ giáo chủ nhiễu nhão để lật đật khúm núm rút khăn trong túi áo Huỳnh Phú Sổ lau miệng cho Phật thầy. Như vậy là hai đạo lớn Cao Đài và Hòa Hảo đều có tới lui to nhỏ với Bà Diễn, vào lúc Bà Diễn được phong chức khu bộ phó. Tám Tâm còn thấy các chính khách salon như giáo sư Lê Văn Hanh và các tài như Lâm Ngọc Đường, Tư Thiên, tự Maurice Thiên bí mật vô ra. Theo hai tên này, có cả đám vệ sĩ ăn mặc kiểu lính commando, mang súng côn 12 ly mới toanh. Tám Tâm để 3 ngày soạn thảo bài diễn văn nhậm chức khu bộ phó của Bà Diễn. Nếu là bài diễn văn thông thường thì chỉ một buổi là xong, nhưng đây là một bài diễn văn đặc biệt. Tám Tâm muốn lòng vô đó một câu nhắn nhủ anh em đội viên cảnh giác, nhưng không biết nhét vào chỗ nào. Bởi bài diễn văn này phải do Năm Tài kiểm duyệt trước khi trình lên ngài khu bộ phó. Và sau cùng, anh đã tìm được một mưu trước nhỏ. Bài diễn văn được Năm Tài khen hay và trình lên Bà Diễn không thêm bớt chút nào. Trước ngày lễ, Tám Tâm bí mật đánh tráo một bản khác, cũng đánh máy y như vậy, nhưng có nhét vô một câu động trời như sau: anh em binh sĩ Bình Xuyên nên đề phòng trước những kẻ bất lương sống phè phỡn trên xương máu đồng đội. Đêm meeting tại Tiều thuộc xã Lý Nhơn, ngài khu đội phó ngồi trên ghế phô tơi đặt trên khán đài cao chủ tọa buổi lễ. Khi sướng ngôn viên mời ngài khu bộ phó lên đọc diễn văn, Tám Tâm hồi hộp chờ đợi. Bà Diễn đọc câu động trời của anh một cách thản nhiên, không chút ngờ ngợ. Tiếng vỗ tay như sấm khiến hắn bất ngờ thích chí. Nhưng Năm Tài ngồi đứng không yên, hắn nhấp nha nhấp nhởm như đứng trên ổ kiến lửa, miệng lẩm bẩm: làm gì có cái câu đó trong bài diễn văn, mình đã kiểm duyệt kỹ mà, sao lại như vậy? Chờ Bà Diễn đọc xong, Năm Tài đến xin mượn bài diễn văn. Bà Diễn càng thêm phấn khởi. Không ngờ cái thằng Tám Tâm nó viết diễn văn hay thiệt, khán giả vỗ tay như pháo Tết làm mình phát nôn. Năm Tài rút cây viết, gạch đít câu động trời của Tám Tâm: ai thêm vô câu này? Hội kiểm duyệt không có, tôi quả quyết là có ai thêm vô. Bà Diễn nhìn sơ qua, khoát tay: chính câu đó mới ăn tiền đó mày. Tao nhớ rõ trước đó khán giả nín khe làm tao mất hứng, nhưng tới câu đó thiên hạ vỗ tay điếc con rái, mà làm sao mà thêm vô cho được. Bà diễn văn đánh máy hẳn hoi, nhét vô chỗ nào? Dù vậy, Năm Tài cũng tìm Tám Tâm cự nữ. Tám Tâm lật hồ sơ đưa ra một bản thứ hai cũng như vậy: thầy Năm đã kiểm duyệt rồi, ai dám thêm bớt chữ nào? Năm Tài đành ngậm miệng, nhưng từ đó ngấm ngầm theo dõi Tám Tâm không một chút lơi lỏng. Công việc rước dàn nhạc thành phố công phu hơn, Từ Sang chịu trách nhiệm về công tác này. Trong văn phòng của Bà Diễn có nhạc sĩ Ngọc Thới, là cháu vợ của Bà Diễn. Ngọc Thới quê xã Phước Lâm, Cần Duộc, bà con với hội đồng đóng ở Đa Phước. Năm 45, Ngọc Thới cũng nớp theo giáo mang ngang vai, chưa biết theo bộ đội nào thì gặp Dưỡng Bãi bắt theo chi đội chính. Ngọc Thới được Dưỡng Bãi yêu cầu lập ban nhạc. Trong chi đội chính có hai Dậu và Bao Thành, không đủ phải về thành rủ thêm. Đích thân Ngọc Thới về Sài Gòn, tới vũ trường mời hai bạn thân là Lê Yên và Chí Minh. Chí Minh là nhạc sĩ tài hoa nhất Sài Gòn, chơi được nhiều nhạc cụ, dĩ cầm cũng như tay ban cầm, dương cầm cũng như đàn gió. Nhưng lắm tài thì nhiều tật. Chí Minh nghiện rượu đến mức là thượng thừa, không có rượu thì dứt khoát là không đàn được. Rượu càng nhiều thì tiếng đàn càng thần sầu quỷ khóc. Ngọc Thới không dám nói thật mà chỉ rủ Chí Chính đi chơi. Lê Yên cũng là dân thành thị, nếu biết Ngọc Thới đưa vô khu thì nhất định từ chối. Khi đến xuồng chèo khỏi nhà bè, Ngọc Thới mới dám nói thật. Chí Minh và Lê Yên bật ngửa ra, nhưng chuyện đã lỡ, cùng đành nhắm mắt đưa chân. Nhờ có ban nhạc thượng thẳng từ Sài Gòn xuống, cuộc meeting và đêm liên hoan tưng bừng nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Quan khách trên thành xuống, lúc đầu cứ ngỡ rừng sát là nơi chó ăn đá, gà ăn muối. Không ngờ được gặp một thành phố mới dựng lên trên vùng hoang dã. Mái đền thắp sáng choang, dàn nhạc Chính Minh chẳng kém bất cứ dàn nhạc nào của đám Philippines ở Sài Gòn. Nước đá, lager, cà phê, hủ tiếu đầy đủ. Cháo gà, chả đậu ở đâu cũng có. Riêng ở trên bàn thượng khách thì có cả cô nhắc, mặt tem. Và thêm một chi tiết này mới lé mắt thiên hạ, có cả chục bông hoa biết nói, vốn là ca ve trẻ đẹp, thơm như muối mít, ở trên thành xuống chung với ngài khu bộ phó. Bên cạnh dàn nhạc cổ cũng không chịu lép. Dàn nhạc cổ thì có Hai Dậu, Bao Thình, Mười Nguyên, 11. Các danh ca như Năm Cần Thơ, Ba Bến Tre cũng được mời xuống giúp vui. Bãi Diễn rất khoái ca cổ, càng về khuya càng rỉ rả 6 câu giọng cổ thì mới mùi. Còn tân nhạc thì cũng cần để gây không khí tưng bừng của ngày vui lớn. Những khuôn mặt không thể thiếu được đều tề tựu đông đủ trong đêm liên hoan. Đó là Phạm Công Tắc, Huỳnh Phú Sổ, Lâm Ngọc Đường, Maurice Thiên và các chi đội trưởng, chi đội phó, bãi chi đội trong liên khu Bình Xuyên tài bắt mặt mừng rượu vào lời ra. Tám Tâm thấy rõ vai trò quan trọng của hai anh em họ lại trong đêm liên hoan này, nhất là Năm Tài. Hắn bật thiệp, xả dao, khi thì đến bàn Lâm Ngọc Đường, Maurice Thiên nói mấy câu tiếng Tây thật giòn. Lúc thì tới bên Phạm Công Tắc, Huỳnh Phú Sổ, tán tỉnh vào lời rồi gật gù cười hiếp mắt với nhau. Tiệc đang tưng bừng thì bỗng một loạt trader nổ vang rền, khiến cho mấy em ca dè giật mình nhảy tới ôm cổ các quan khách. Từ Sàng lập tức chạy ra ngoài, hắn chịu trách nhiệm về an ninh trật tự. Năm Tài bình tĩnh trấn an mọi người. Xin quý vị an tâm, tiếng súng vừa rồi là anh em binh sĩ đón chào một vị quan khách tới trễ. Đúng vào lúc đó, Tư Sang trịnh trọng đưa Huỳnh Văn Nghệ, khu bộ phó khu 7 vào. Tám Nghệ đúng là một võ tướng, dạm dở, gọn gàng, trong bộ quân phục kaki vàng. Sự xuất hiện bất ngờ của Tám Nghệ như một ngọn sóng thần làm cho cả hội trường lặng trang. Bãi Diễn lật đật bước tới bắt tay. Chào anh Tám, tưởng anh Tám không tới được chứ. Thật là một vinh dự to lớn cho được tiếp anh Tám đúng vào lúc đêm nhận chức khu bộ phó của tôi. Anh Tám ngồi đây. Y trịnh trọng chỉ một cái ghế phô tơi, tên vệ sĩ vừa đặt kế bên phô tơi của mình. Nhận thấy Tám Nghệ đang đứng đảo mắt nhìn quanh, như tướng lãnh quan sát trận địa, Bà Diễn vội vàng giới thiệu. Trong số quan khách hôm nay có Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc, và giáo chủ Huỳnh Phú Sổ. Còn đây là ông Lâm Ngọc Đường và Tư Thiên là cơ sở của Bình Xuyên trong thành. Ngoài ra là các chỉ huy liên đội trong liên khu Bình Xuyên mà anh Tám biết rồi. Tám Nghệ đi bắt tay từng người. Bà Diễn giới thiệu tiếp. Đây là anh Tám Nghệ, khu bộ phó khu 7, kiêm luôn chi đội trưởng chi đội 10, đóng ở chiến khu D. Chắc quý vị đều nghe trận gian dội của Đồng Xoài, Bào Cát. Đó là chiến công của anh Tám đây. Tám Nghệ đứng lên, cúi chào mọi người và khiêm tốn. Đó là chiến công chung của cả chi đội, chứ đâu phải của riêng tôi. Tiệc liên hoan lại tiếp tục. Hai Lung đứng lên có ý kiến. Tôi được xem tập thơ Đồng Nai của anh Tám, vừa được xuất bản trên giấy vàng nghệ. Trình bày thật mỹ thuật. Trong đơn vị của tôi, ai cũng khoái, ước gì được tác giả cho anh em thưởng thức vài câu. Tám Nghệ đứng lên tươi cười. Đến đây không hát thì hò, không phải con cò ngóng cổ mà nghe. Anh Hai Lung đã yêu cầu thì tôi xin ngâm một bài. Bài này cũng nằm trong tập thơ Đồng Nai. Đó là bài Bến Cũ, có lẽ hợp với không khí ở đây. Về đây thôi hỡi những thuyền hy vọng, chở về đây những mộng đẹp xa xôi. Lưu luyến chi bến lạ chốn quê người, kẻo bến cũ ngỡ thuyền xưa đà lạc lối. Tiếng vỗ tay vang cả hội trường. Tám Tâm thích thú vì bài thơ có ý nghĩa cảnh tỉnh bãi diễn. Sau đêm liên hoan nhậm chức khu bộ phó, khách khứa ra về, cuộc sống trở lại nhịp điệu bình thường. Năm Tài dở giọng mỹ nhân ngư kéo Bà Diễn trở về thực tế. Em út nói điều này, sợ ngài khu bộ phó không vui, nhưng vì nhiệm vụ không thể bỏ qua. Điều gì mà tao không vui, mau nói đi. Ngài khu bộ phó hứa nghe rồi bỏ qua thì em út mới dám nói. Bà Diễn tánh nóng như lửa. Nói mẹ nó ra đi, cứ rào đón hoài. Năm Tài nói nhỏ. Nguyễn Bình vừa cho ngài khu bộ phó một cái bánh vẽ. Em muốn nói là cái chức khu bộ phó đó mà. Bà Diễn trợn trừng. Nói bậy, bánh vẽ cái gì? Tám Nghệ đánh giặc rầm rầm, biết bao nhiêu chiến công, nó mới leo lên được tới chức khu bộ phó. Còn tao, đánh đấm gì mà cũng ngang hàng với nó. Mày còn nói vô nó ra chỗ nào? Năm Tài cười lạc. Tám Nghệ khác, ngài bộ phó khác. Tám Nghệ đâu phải là tay giang hồ hảo hớn như ngài bộ phó, cho nên hắn phục Nguyễn Bình là phải. Còn ngài không thể hạ mình làm phó cho Nguyễn Bình. Nguyễn Bình là người Bắc, trôi sông lạc chở vô đây, chưa từng thấy công trận gì, đã tự xưng là khu bộ trưởng, xem mọi người như kẻ dưới tay. Mình đâu có dạy gì mà làm cho hắn hưởng. Bà Diễn cau mày suy nghĩ. Năm Tài nói tiếp. Bây giờ em út nói về cái chức khu bộ phó. Rồi hắn đưa ra công văn. Đấy, nói có sách, mách có chứng. Đây là quyết định phong chức khu bộ phó, đồng thời quy định về quyền hạn và nhiệm vụ hẳn hoi. Theo đây thì bộ tư lệnh khu muốn ra chỉ thị gì thì cũng phải mang 2 chữ ký. Một chữ ký thì không có giá trị. Như vậy, ngài khu bộ phó muốn ra chỉ thị, phải cho người mang xuống dòng dinh để lấy chữ ký của Nguyễn Bình hay là chính ủy Hai Trí, hoặc lên chiến khu D để Tám Nghệ ký. Rõ ràng là cái chức khu bộ phó của ngài là cái bánh vẽ không hơn không kém. Bà Diễn như bị một gáo nước lạnh tạt vào mặt. Hắn khoát tay. Im đi, để tao suy nghĩ. Mày nói nhiều quá, tai tao nghe không kịp. Năm Tài biết mình đã đạt được mục tiêu, lặng lẽ bỏ đi để Bà Diễn một mình ngồi suy nghĩ về cái chức khu bộ phó. Không rõ ông ta có đồng ý với những lời lẽ của Năm Tài hay không. Chỉ thấy ông ta xuống ghe Mũi Ống đậu dưới bến tổng hành dinh. Ghe Mũi Ống là nét đặc trưng của cuộc sống bồng bềnh trên sông nước của chốn lương sơn bạc kiểu Bình Xuyên. Nếu dân dùng một trên sa mạc lấy lạc đà làm phương tiện di chuyển, thì dân Bình Xuyên xê dịch bằng ghe xuồng. Các chỉ huy đều có ghe, lớn nhỏ tùy theo chức tước. Cấp từ trung đội trở lên đi ghe lường mùi ống nhọn đẹp. Riêng bãi Diễn thì có rất nhiều ghe mui ống, loại hai chèo thông thường và một chiếc 4 chèo để dùng trong những trường hợp khẩn cấp. Loại này lướt sóng nhanh như gió, dùng để vượt sông Lòng Tàu hay sông Xoài Rạp trong những lúc giang đỉnh tuần tiểu lên xuống như thoi đưa. Trước mũi có đặt một con gà cồ, tiếng lóng để chỉ ép đầu bạc. Khi hữu sự thì gà cồ sẽ gái nguyên băng để giải dây. Trong ghe của bãi Diễn có đầy đủ mọi thứ tiêu khiển. Đó là mái hát với cả một chồng đĩa với những bản giọng cổ lâm ly như Giếng Mộ Bạn do nghệ sĩ Năm Nghĩa ca, hoặc những tuồng Huệ Dung, Sàng Hậu. Rượu thì đủ các loại chất đầy khoang, toàn là những thứ đắt tiền. Ngoài ra còn có cả la de, nước ngọt, cà phê, trà, sữa là thứ phải có mặt thường trực. Bãi Diễn có rất nhiều vợ. Bà vợ thứ nhất ở Cần Đước, sinh 2 đứa con gái tên là Tính và Định. Bà hai là má của thằng Bao quê ở Chợ Đệm. Bà ba là má của thằng Hoảnh quê ở Gò Dầu, Tây Ninh, cũng là dân lao động. Bà tư là cô Đào Hát Bội ở Gánh Bầu Xá. Bãi Diện lúc còn xưng anh chị ở Phú Thọ, đêm đêm rất thích đi dạo mát và khi cao hứng vô các rạp hát xem cải lương và hát bội. Cách xem hát của anh chị cũng khác thường. Sau khi nhậu lai rai ở các tử lầu, bốc đồng lên xe kéo đến rạp hát. Thấy gánh nào hấp dẫn thì xuống xe nhào vô xem. Một hôm, Bãi Diễn gặp Bầu Phước, chủ gánh Huỳnh Kỳ tái sanh. Bãi Diễn xuống xe tới bắt tay với lại Bầu Phước, hỏi thăm xã giao. Ông Bầu Huỳnh Kỳ móc túi trao một cục thiệp mời, nhưng Bãi Diễn cười thật tươi. Dân anh chị đi coi hát đâu có cần thiệp ông Bầu. Rồi ung dung bước thẳng vô cửa. Đám nhân viên xót vé dạt ra nhường lối cho y vào. Bãi Diễn tới hàng ghế đặc biệt dành cho khách quý, ghế phải ngay giữa sân khấu, vào hàng thứ 3 để khách quý không phải ngóc đầu lên mỏi cổ như 2 hàng ghế đầu. Ghế danh dự cũng phải gần quạt mái, nhưng không được ngay dưới quạt mái để tránh nạn lạnh mỏ ác. Nhưng dù ghế có tốt đến đâu và tuồng có hay đến mấy, Bãi Diễn cũng không ngồi lâu. Hắn đi chơi chứ không phải đi coi hát. Coi vài màn rồi đi ra qua rạp Bầu Xá coi hát bội. Và đêm ấy, Bãi Diễn gặp cô Đào Hạp Nhãn. Cô Đào này là Đào Chánh của Gánh Bầu Xá. Hắn ngỏ lời cưới cô Đào Chánh làm vợ bé. Cô Đào đồng ý. Bầu Xá chới giới, nhưng đành bợ sắp bạc của Bãi Diễn để kiếm cô Đào Chánh khác. Còn bà Năm là cô Lúa, con gái hội đồng đóng xã Đa Phước. Bãi Diễn lạm dụng danh nghĩa ủy viên quân sự, buộc hội đồng đóng gả con gái cho hắn. Hồi đầu kháng chiến, cô Lúa ở trên một cái ghe mui ống đầy đủ tiện nghi cũng như bà tư. Ghe đậu trước tổng hành dinh của ngài khu bờ phó hôm đó thuộc quyền sở hữu của một cô vợ mới cưới của Bãi Diễn, không rõ là thứ mấy. Cô này cũng là một taxi girl, nói theo kiểu Hồng Kông. Dân làng chơi thì gọi là ca ve hay là gái nhảy. Nàng ca ve này có kỹ thuật quyến rũ đàn ông, nên những lúc đau đầu, Bãi Diễn xuống ghe để được giải trí. Dù là Năm Tài chê chức khu bộ phó của Bãi Diễn là bánh vẽ, Bãi Diễn cũng thành lập đủ ban bệ rườm rà nổi đình nổi đám. Ngoài các lán trại cho ban nhạc vừa mới tậu, hắn còn cho cất nhà khách để dân trên thành phố xuống có chỗ nghỉ ngơi tươm tất. Nhà khách vừa cất xong, nàng Ca Ve bỏ ghe bầu lên chiếm ngụ làm của riêng. Đêm đêm, nàng bắt dàn nhạc của Ngọc Thới và ông Chí Minh tới biểu diễn. Biết tánh Chí Minh chỉ chơi khi có rượu, nàng đãi ông mỗi đêm vài chậu. Tức thì mắt của người nhạc sĩ tài hoa sáng hẳn lên. Ông độc tấu dĩ cầm, toàn là những bài cổ điển. Đôi khi cao hứng, nàng Ca Ve mời ngài khu bộ phó nhảy với em một bản. Ở rừng sâu mà nàng Ca Ve vẫn đài cát như ở thành, mặc kimono áo ngủ bằng hàng mỏng như khiêu khích mời mọc. Ngài khu bộ phó cũng xốn sang mắt, ra lệnh dẫn dắt làm hàng rào để lính văn phòng không được chiêm ngưỡng vẻ đẹp nóng bỏng của cô vợ mới cưới của ông Bãi. Một hôm, Mười Trí từ Bình Hòa xuống tổng hành dinh của Bà Diễn bàn chuyện cơ mật. Ngày ấy, Bà Diễn có việc đi đâu đó. Mười Trí đi vòng vòng ngắm giang sơn của ngài khu bộ phó. Bước lạc qua nhà khách, thấy nàng Ca Ve ăn mặc hở hang lạ đời. Mười Trí nhìn sững. Nàng Ca Ve sất láo hất hàm hỏi: "Mày là ai? Ở đâu tới? Vô đây có việc gì?" Mười Trí nóng mặt: "Tao là tao, còn mày là con nào?" Nàng Ca Ve cười ngạo nghễ: "Tao á là bà khu bộ phó, biết chưa? Đồ nhà quê." Mười Trí giận run: "Mày là con nào chứ bà khu bộ phó gì? Thằng Bãi Diễn không biết dạy vợ thì dạy giùm nó vậy." Và rồi Mười Trí móc súng nổ một phát, dở sọ nàng Ca Ve. Bắn xong, ông ung dung đi tìm Bãi Diễn. Không lâu thì Bãi Diễn về. Mười Trí đưa khẩu súng còn bốc khói ra trước mặt Bãi Diễn: "Con vợ mới cưới của mày hỗn láo, tao trị rồi. Bây giờ mày tính sao với tao cũng được." Bãi Diễn tái mặt, chạy qua nhà khách. Nàng Ca Ve nằm sổng sượt, tim đã ngừng đập. Bãi Diễn giận run, mặt hầm hầm, đi tới đi lui, mắt trừng trừng nhìn Mười Trí. Mười Trí vẫn ngồi khoanh tay trước ngực, khẩu súng sáo đặt trên bàn như chờ đợi. Một lúc sau, Bãi Diễn nguội lại, ra lệnh cho nhân viên tẩm liệm người xấu số đưa đi chôn. Đêm ấy Bãi Diễn uống rượu say mềm, hắn tiếc một bóng sắc kiều diễm hiếm có. Qua ngày sau, chờ khi Bãi Diễn đã tỉnh hẳn, Mười Trí nhỏ to: "Đàn ông thằng nào cũng háo sắc, chỉ có mấy thằng liệt dương mới dửng dưng với cái đẹp. Nhưng mày đã đi quá trớn, mày để cho cái con đó nó lộng hành quá. Tao á, là bạn nói khố với mày mà nó dám vô lễ với tao. Nó đúng là có yêu nhện nhện hiện nguyên hình hại mày. Nên nhớ, binh sĩ Bình Xuyên có ý thức chính trị, chứ không phải là cái đám lâu la dốt nát của mình thời xa xưa. Chúng nó chiến đấu, sống chết không phải để cho bọn chỉ huy như mày ngày đêm đú đỡn với mấy con quỷ cái ở trên thành xuống." Bãi Diễn thở ra: "Thôi, mày đừng nói nữa, tao hiểu rồi. Nhưng mày làm mạnh tay quá." Mười Trí cười: "Mày còn tiếc rẻ phải không? Bạn sống chết như tao với mày mới khó kiếm, chứ mấy cái con yêu đó thì muốn bao nhiêu chẳng có. Hai cái thằng Lâm Ngọc Đường với Maurice Thiên sẵn sàng cung phụng cho mày mà. Nhưng tao khuyên mày, từ nay nên chơi bời kỹ, đừng có để binh sĩ nó thấy. Ghe mùi ống của mày thiếu gì, chèo vô chỗ khuất, rồi thì làm chai hát bội gì đó tùy ý." Mười Trí đổi sắc nghiêm nghị: "Mày vừa bảo tao mạnh tay quá, nhưng trường hợp gặp gián điệp của phòng nhì thì phải mạnh tay mới được." Bãi Diễn kêu lên: "Con nhỏ đó là gián điệp à?" Mười Trí gật: "Nó là gián điệp chánh hiệu. Từ ngày có nó về đây, chi đội chính của mày bị máy bay bắn mấy lần mày có nhớ không? Mà lần nào cũng bắn vào trúng bộ chỉ huy. Vậy thì còn nghi ngờ gì nữa. Bà Diễn ngẩn ngơ khá lâu. Khi đã lấy lại được bình tĩnh, Bà Diễn hỏi: "Mày xuống gặp tao có chuyện gì?" "Bảy Trấn vừa ghé thăm tao trên đường đi dự đại hội Nam Bộ. Nó làm lớn lắm, chánh ủy khu 9. Mày nhớ hồi ba đứa chán dè ở Bến Tranh, ngày tối cứ thả rỉu đánh bài tứ sắc không? Vậy mà bây giờ tao làm chi đội trưởng, mày làm khu bộ phó, còn Bảy Trấn thì làm chánh ủy khu 9. Tụi mình toàn là số đỏ cả." Bà Diễn tò mò hỏi: "Rồi sao, có gì hay?" "Bảy Trấn cự tao quá trời. Cự về cái vụ tao tự động đi dự đại hội giáo phái do Phạm Công Tắc triệu tập tại Tòa Thánh Tây Ninh." "Cự cái gì? Nó có phải cha mình đâu." "Ấy, đừng có nóng, để tao nói cho mà nghe. Tụi mình phải coi chừng hai cha Phạm Công Tắc với Huỳnh Phú Sổ lợi dụng. Hai cha đó muốn nhảy theo Pháp, nhưng hai đạo Cao Đài và Hòa Hảo tuy đông dân số mà chẳng làm được cái gì. Muốn lấy tiền của Tây thì phải có lực lượng quân sự hùng hậu. Bởi vậy hai cha đó mới dụ khị mình đứng chung trong mặt trận quốc gia chống Việt Minh." Bà Diễn ôm đầu suy nghĩ. Mười Trí nói tiếp: "Bảy Trấn xưng giận tao với mày thật nhẹ nhàng. Nó nói như giả ngộ mà rất thấm. Chẳng hạn nó nhắc cái hồi nhỏ đi học, thầy giáo kể chuyện con mèo thò tay vô lửa khiều mấy trái ma rong để con khỉ nó ngồi ngoài nó bốc ăn tỉnh bơ. Tụi mình là con mèo, hai cha Phạm Công Tắc và Huỳnh Phú Sổ là con khỉ đó. Mày nghĩ coi đúng không?" Một lúc sau, Bà Diễn hỏi: "Vậy bây giờ mày tính sao?" "Còn tính sao nữa. Tụi mình không nên để mấy cha buôn thần bán thánh chơi gác kèo trên. Chỉ có vậy thôi." Bà Diễn lại suy nghĩ. "Giữa Tây với Việt Minh, phải chọn bên nào đấy?" Mười Trí cười lớn: "Làm tới khu bộ phó mà còn hỏi lẩm cẩm như vậy được sao? Theo Việt Minh thì tụi mình mới được như ngày hôm nay. Tao á, làm chi đội trưởng chi đội 4, mày làm chi đội trưởng chi đội 9, rồi nhảy lên làm khu bộ phó. Còn nếu tao với mày theo thằng Tây như Cò Ba De, Đại Quý Savini, thằng Chúa Ngục Agostini, thì tao với mày chỉ là thằng tù lợi hại cần nhốt cách xô vì đã nhiều lần vượt ngục côn đảo. Nhưng mới hôm trước đây mày nói Việt Minh tiêu diệt giáo phái, bây giờ mày lại trở cờ lẽ vậy?" "Đây đâu phải là trở cờ. Hôm trước tao nghe tiếng chuông của Phạm Công Tắc, Huỳnh Phú Sổ, nghe sao về báo cáo lại cho mày, báo cáo y nguyên văn, không thêm không bớt. Kế tao lại nghe tiếng chuông thứ hai của Bảy Trấn. Nó là thằng trí thức, học cao hiểu rộng hơn bọn mình. Nó nói có căn cơ bài bản hơn hai ông nội kia. Tây đưa Phạm Công Tắc về là làm tay sai. Chúng muốn nắm Cao Đài để chống Việt Minh. Chúng cũng mua luôn Huỳnh Phú Sổ. Tao chưa biết Việt Minh có tính tiêu diệt giáo phái hay không. Nhưng nếu mày là Việt Minh mà hai cha Phạm Công Tắc và Huỳnh Phú Sổ đầu tay, thì mày có cho tụi nó đi mò tôm hay không? Mày trả lời câu hỏi đó tao nghe coi." "Vậy là mày theo Việt Minh, mặc dầu tụi nó bắt mày vượt." Mười Trí cười. "Bắt là phải. Bởi tụi nó sợ tao nhảy ra đầu tay như đám chỉ huy chi đội 5. Tụi nó đâu có biết là tao đi dự đại hội giáo phái chỉ vì tao có tánh tò mò." "Vụ chi đội 5 ra sao? Kể nghe coi."